Chiều ngày 6 tháng 5, sau chiến thắng 3-1 giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển Myanmar trên sân ACAF Phnom Penh, Campuchia trong khuôn khổ SEA Games 32, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những chia sẻ đáng chú ý. Đội tuyển nữ Việt Nam dẫn trước Myanmar 1-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp đầu. Sau những thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Đức Chung, đội ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2 và giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Hai cầu thủ ghi bàn chính là những người vào sân từ ghế dự bị gồm Nguyễn Thị Thành Nhã và Trần Thị Thùy Trang. Thắng 2 trận, giành 6 điểm và đứng đầu bảng A, nhưng tuyển nữ Việt Nam chưa chắc đi tiếp. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò còn trận cuối bảng gặp nữ Philippines. Cái hiệp 1 ấy, chúng tôi phải nói là 30 phút đầu chúng tôi đã rất là tốt, cầm bóng, tự tin phối hợp được. Thì hầu như là ép được bên kia và ghi được bàn thắng. Thế nhưng mà sau khoảng độ 15 phút sau ấy, thì các bạn lại hơi lạc choạc một chút. Đấy, nhưng mà được nghỉ giữa hiệp thì tôi đã vào củng cố lại cái tinh thần và củng cố lại cái đội hình. Tôi cũng đã dự định thay những ai ở cái hiệp 2 để chúng ta phát huy được cái thế mạnh của chúng ta. Thì rõ ràng là cái điều đó đã thực hiện tốt, các vận động viên đã thực hiện tốt. Ví dụ như là Nhã đã ghi bàn, rồi là Trang đã ghi bàn thắng. Tôi nhắc nhở, tức là tôi phân tích cho nó những cái mà thiệt thòi cho phía đội là nếu chúng ta bị phạm lỗi ở phía trung dân ta thì rất nguy hiểm. Thế không những là Nga mà cả Loan nó cũng bị liên tục, Nga chính lại bị ít hơn Loan. Đấy, rồi hai là khi sự vào cũng bị phạm lỗi ở sân nhà và thậm chí bị thẻ vàng. Thì tôi cũng đã ra sân trực tiếp ở sân, tôi nhắc các bạn ấy, thì đừng để bị thẻ và đừng để phạm lỗi sân nhà.